Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đêm 8 tháng 9. Trong ngày hôm nay, thời tiết khu vực Bà Rịa Vũng Tàu khá dễ chịu, trời nắng gián đoạn, nhiều mây, vì thế cường độ nắng không mạnh, mức nhiệt cao nhất trong ngày dao động từ 30 đến 32 độ, vài nơi cao hơn 1 độ, thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Chiều tối và đêm, khi gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh dần, gây mưa rào và dông rải rác ở vài nơi có mưa vừa kèm theo lốc sét và gió giật mạnh. Thành phố Vũng Tàu nhiều mây, đêm nay có mưa rào và dông vài nơi. Trưa chiều mai có mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Ngày nắng gián đoạn, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, cao nhất từ 30 đến 32 độ. Độ ẩm tương đối 85 đến 90%. Khu vực huyện Côn Đảo nhiều mây, ngày mai có lúc có mưa rào và dông. Gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 26 độ, cao nhất 29 đến 31 độ. Độ ẩm tương đối 85 đến 90%. Vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Côn Đảo nhiều mây, có mưa rào và dông nhiều nơi. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, biển động nhẹ. Mực nước tại Vũng Tàu ngày 9 tháng 9 năm 2022. Tại Vũng Tàu ngày 9 tháng 9 năm 2022, mực nước cao nhất 380cm xuất hiện lúc 2 giờ 30 phút, thấp nhất 45cm xuất hiện lúc 18 giờ 30 phút.